Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã phê duyệt kế hoạch về việc thực hiện đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030 trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2025, duy trì diện tích trồng trọt đã được cấp chứng nhận tiêu chuẩn hữu hiện. Khoảng 2% diện tích trồng cây ăn trái và cây rau chủ lực ở các vùng sản xuất tập trung bảo đảm theo hướng nông nghiệp hữu cơ, tăng thêm 1% diện tích trồng rau đạt tiêu chuẩn hữu cơ, Sản phẩm chăn nuôi theo hướng hữu cơ đạt khoảng 1% trên tổng sản lượng sản xuất của tỉnh. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã hình thành được nhiều khu nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng các tiến bộ công nghệ vào sản xuất trồng trọt như hệ thống tưới thông minh, nhà màng, thủy canh, nuôi cây bồ. Hiện toàn tỉnh có khoảng 600 hectare diện tích sản xuất áp dụng tiêu chuẩn hữu cơ trên các loại cây trồng.